Chúng tôi mang trong mình sứ mệnh tập hợp tất cả những người trong ngành đường sắt đến một nơi mà họ có thể kết nối, phát triển công việc, tìm kiếm thông tin, bài báo về ngành đường sắt. Hay thậm chí, các công ty đường sắt có thể bán sản phẩm và dịch vụ của mình trên thị trường của chúng tôi. Theo thống kê, hiện có hơn 1.000 công ty đang làm việc cho ngành đường sắt tại Railfighter. Bạn có thể tạo trang cá nhân của mình, yêu cầu trang thông tin của công ty bạn và bắt đầu liệt kê các bài viết, sản phẩm và công việc của bạn liên quan đến ngành đường sắt. Trong trường hợp chúng tôi bỏ sót danh sách công ty của bạn, hãy tiếp tục yêu cầu và tạo một trang mới. Trang này sẽ được kích hoạt ngay sau khi chúng tôi xác minh thông tin của bạn. Một số tính năng thú vị đang được phát triển để biến Railfighter trở thành một điểm dừng chân cho ngành đường sắt, nơi sẽ có rất nhiều thông tin bổ ích cho mọi cá nhân trong ngành này. Vậy bạn còn chần chờ điều gì nữa? Hãy truy cập railfighter.com và đăng ký để bắt đầu hành trình mới của mình ngay nhé! Hẹn gặp bạn ở đó!